Ui giời. Hello mọi người nhé. Hôm nay tôi bố già tiếp tục đi săn đêm, soi đêm. Gặp con gì bác con đấy. Hôm nay bố cầm một vũ khí chuyên dụng. Tí nữa có nhiều đoạn highlight cho anh em xem. Đây khẩu chuyên dụng. Cái bắn tôm. Ủ con to. Ôi trời. Đây này đi bắt nhái, bắt mọi thứ. Trên đường gặp gì bắt nấy nhé mọi người. Bắn thử bây giờ. Bắn thử. Đây đây đây, bắn bắn. Đây nè, cái đầu nó nè. Đâu hất lên, hất lên. Không nhọn. Cái này mềm quá. Chết mất. Ui. Đây, một con cua này. Ui ôi no no no. Là cua. To thế. Ấy cây nhái ạ. Ừ. Giờ trên bờ không có giờ đi bắt. À dưới nước bắt không có giờ lên bờ bắt bọ hung nha. Con đấy là bọ hung đúng không bố già? Bọ hung điều. Vậy đây người ta bảo là con bom bom. À bom bom. Thế này. Đó. Con này cũng ăn được à? Con này mới béo hơn đấy. Đâu còn lắm. Bọ hung. Đây một bầy ve sầu ra này. Mà nhiều phết đấy. Đây loại ve sầu này mọi người. Con không kêu là con cái nhá, kêu là con đực nhá. Tôi thả đi. Nó ở trên cao có phải ném. Hai con luôn. Hai con ngay đây luôn này. Ba bốn con luôn. Chết đâu? Con rớt đâu trong đây này? Thấy chưa? Con đây. Quả wow, to thế. Đây nha anh em. Béo lắm đấy. Ồ đúng rồi. Mềm đấy. Cả đây đây. Là con gì á? Phải nó. Con đấy con bọ cam. Ăn được không chú? Được hết. Bố già kêu ăn được hết. Tôi chưa thử bao giờ. Đây là cây điều nha mọi người. À tiện thể chỉ cho anh em luôn. Đây mấy quả điều non này. Đó. Đây. Đâu? Đây điều non này. Kìa. À đây. Bọn nó đây này. Bố già bắt đi. Thế với không tới. Đây là cây điều nha mọi người, ăn một điều ấy. Giờ là tháng 4, tháng 5 rồi. Là mùa ra hoa. À, một con. U rớt. Đây. Một con nữa, còn một con nữa. Đâu? Đây đây. Đâu rồi? Đây đây. Chui xuống lá. Ôi giời. Chui xuống lá này. Đây chưa? Chết lá luôn. Ui hai con. Ý chà. Tự nhiên không hôm nay lại bội thu rồi. Ui rớt.
Kia kia kia. Kia chú. Đây đây. Ui, rớt tiếp. Đây, dưới. Ui, sao rụng bốp bốp vậy? Thế rồi. Ở đây. Đấy. Ý. Rụng là rụng thôi. Cây nhỏ nhỏ này lại nhiều mọi người. Đây này, đây có 3 con này. Ui da. Rụng ta nhận dễ hơn nữa. Ê. Thằng ngã. Bên kia nữa kìa. Thành quả tối nay của hai bố con. Xuống suối bắt không được nên lên được. Bắt bọ cánh. Cua ra được thật. Cua ra hết rồi. Có nhỏ không? Cháu ơi. Chúng mệt thì thôi. Con này là lột cánh đấy nha. Ui nhìn bụng nó béo thế. Trắng tròn thế này. Chưa bao giờ được thử đây. Bong bong làm xong rồi. Giờ sẽ cho một ít măng chua vào. Cho măng chua. Cho ít măng ăn cho nó ngon. Cho nước măng chua nữa. Ôi nhiều okay. Chà. Đấy. Đây là bong bong nấu nha. Cứ tối nào cũng như này thì khỏe. Làm bốn khắc thôi. Tối từ từng tưng nên khi làm ba khắc nè. Ngon nhỉ? Ngon nhưng con đấy là vứt đi thì thôi. Cái nhà này ừ, thật. Con đấy nghe mùi gì lạ lạ ấy. Mùi thuốc phun. Quá đã. Này, mùi đi nha mọi người. Đây, tiếp tục đắp săn này. Ăn mùi mọi người. Mọi người ăn đó. Chẳng bảo này, ai nước thường ăn con này chưa? Con này là con bom bom. Béo lắm nha. Mời cả nhà nha. Dân keo gọi là bọ xít á. Ui trời. Đây, làm tí coca này. Coca. Con còn nặng thế. Xong mời nhá. Đã nhỉ, béo nhỉ. Anh em chắc chưa ai được ăn này. Con này là con lần đầu tiên tôi cũng biết tới để tôi thử phát này. Đây là đặc sản người Thái. Nhưng mùi lá điều. Mà to nhỉ. Con này cực béo đấy nha mọi người. Ủa đít nó trắng. Ăn bố. Ui chà. Nó béo lắm, nó béo theo mà kiểu mà như, bằng này rồi. Như con đuông dừa ấy nhỉ. Thôi, giờ tôi bố già và Đam Săn xin phép dừng video lại đây nha. Anh em nếu thấy hay thì ủng hộ anh em tôi bằng cách like, share, comment. Ủng hộ anh em tôi nha. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.